Cái lòng Eco Park thực sự là một nơi đáng sống. Mát, nhiều cây, rất tuyệt vời. Không có gì tuyệt vời bằng. Quay rất nhiều cảnh ở Eco Park và trước sự chúng tôi sẽ quay cái cảnh trên cao. Thật sự hơi tiếc về nó xa Hà Nội nhưng mà rất là tuyệt vời. Cuối tuần mà đến đây mà đi du lịch hay đưa gia đình đi du lịch. Khác gì vào một công viên vườn bách thảo, có cả chim hót, gió vi vu.
Bắc Hưng Hải, nằm giữa lòng thành phố Vinh Cô Bắc. Cầu rất là nhiều hoa giấy, rất là đẹp, kinh khủng luôn, chói chang. Thấy rất nhiều hoa nó trồng hai bên cầu, còn hoa là hoa thậm chí như những anh con trai đấy, mà đi ô tô vẫn phải dừng lại để chụp một kiểu hình hoa giấy ở đây. Trên đường toàn hoa rất là đẹp, hai bên nữa là cánh đồng ổi, ổi bốn mùa.